thiệu anh em cái vòng BMW trước của con Matiz 3, Matiz 2, Matiz 3. Đấy, đây là vòng Bikozo của Nhật Bản. Đấy, vòng ngoài là L68M1. Đấy. Vòng trong là L68149. Anh em cần gì cứ Zalo cho mình nhé, 0979951815. Bên mình chỉ dùng duy nhất số này thôi nhé. Tất cả các đơn vị mà lấy tên Đức Bình mà sử dụng số khác là không phải là của Đức Bình là giả mạo anh em nhé. Rồi, xin chào anh em.